Thưa quý vị, chiến thắng đột nhất Hải Phan Quang ngày 25 tháng 9 năm 1952 của tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, bộ đội chủ lực Liên Khu 5 đã đi vào trang sử hào hùng, để lại dấu ấn về quá trình xây dựng, chiến đấu, giành chiến thắng của những người bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng đột nhất Hải Phan Quang ngày 25 tháng 9 năm 1952, 25 tháng 9 năm 2022. 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 1952, đại đội 6 thuộc tiểu đoàn 59 được tăng cường một trung đội của đại đội 4 đã mở một cuộc tấn công vào đồn chất, vị trí chiếm đóng của thực dân Pháp án ngữ trên đỉnh đèo Hải Vân. Sau 2 giờ chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, cứ điểm bị tiêu diệt, đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch hè thu 1952 do Bộ Tư lệnh Liên Khu 5 tổ chức. Chiến thắng đột nhất đã đi vào trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân khu 5 trên chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Trung ương Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những người chiến sĩ ngày ấy của tiểu đoàn 59, người mất, người còn. Những người còn sống đến bây giờ thì tuổi đã hơn 90. Khi trở về trận chiến đồn chất Hải Phan Quang, ký ức về một thời chiến đấu oai hùng ấy trong người lính vẫn còn nguyên vẹn. Trái tim người lính vẫn còn thổn thức bởi những tháng ngày sông pha cùng đồng đội quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Cái là quyết tâm phải làm cho được, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình chứ. Chả sợ gì trơn, lạ thật hầu đó như thế á. Hầu đó là quần áo sắm mặc cái đường hoàng mình nó không có cái gì đâu. Thích trơn thế này mà cầm bọc phá gọi là bọc phá ống á. Bọc phá ống này đút vào đánh đấy. Một thủ pháo đẹp đấy nè. Nếu vào đó không có sợ gì trơn, hầu như thế nào nó chẳng nghĩ cái gì đằng sau bản thân của mình, mà mình nghĩ cái nhiệm vụ trên giao mà. Chiến thắng đột chức Hải Phan Quang không chỉ là sức mạnh của tập thể, mà mỗi cá nhân trong tiểu đoàn 59 với sự gan dạ, mưu trí sáng tạo đã đóng góp vào chiến thắng chung đó. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Lựu, tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 59, là một trong những người xây bóng, đắp nền, và tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương dùng thân mình tăng chiều cao cho thằng để đồng đội leo lên đánh chiếm lô cốt. Mặc dù bị trúng đạn nhưng vẫn không sợ vị trí, là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí quyết tâm sẵn sàng xả thân vì độc lập dân tộc của những người lính bộ đội Cụ Hồ. Chiến thắng đột nhất Hải Vân Quan đã khẳng định kết quả quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành nhanh chóng của đoàn 59 và các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương theo chủ trương phát triển bộ đội chủ lực, tiến lên vận động chiến, phát huy thế chủ động trên chiến trường, giành lấy những thắng lợi quan trọng để đi đến thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực tiễn cho thấy, do được huấn luyện tốt, tiểu đoàn 59 đã có sự trưởng thành vượt bậc về tác chiến, lực lượng tham gia trận tấn công đồn nhất Hải Vân Quan đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nêu cao ý chí tiến công, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết bất lợi, về vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống Pháp, từ năm 1947, quân và dân ta cũng đã có nhiều chiến thắng, lập được nhiều chiến công tại đèo Hải Vân. Tuy nhiên, phần lớn là những trận đánh phục kích, vận động chiến. Riêng trận chiến đồn chất Hải Phan Quang vào tháng 9 năm 1952, lần đầu tiên quân ta đánh công kiền. Về mặt nghệ thuật quân sự, chiến thắng đồn chất Hải Phan Quang thể hiện bước tiến trong phương diện hình thức tiến công địch của quân đội ta. Trận đồn nhất Hải Phan Quang năm 1952 nó còn thể hiện một cái nghệ thuật chiến tranh nhân dân, có một sự kết hợp giữa lực lượng của tiểu đoàn 59, trung đoàn 803, chủ lực quân khu 5 với lại cái lực lượng dân quân địa phương của các xã lân cận ở khu vực Hải Vân như là Hòa Liên, như là Hòa Hiệp, và rõ ràng là nhờ cái sự kết hợp này mà đã tạo điều kiện để chúng ta giành được cái chiến thắng vào tháng 9 năm 1952. Chiến thắng đột nhất Hải Phan Quang
đã để lại nhiều kinh nghiệm và bài học quý cho lực lượng vũ trang Liên Khu 5 trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như xây dựng lực lượng vũ trang hiện nay. Về tăng cường giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội và phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thứ hai, về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ ba, về nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, giữ gìn uy tín hình ảnh tốt đẹp của quân đội trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy ý nghĩa của chiến thắng Đồn Chất, quân và dân Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 26 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc để phát triển kinh tế, xã hội.